Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Sản Thừa Việt ngày hôm nay. Để nói đầu tiên, xin kính chúc quý cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn, phát tài, phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi em một cái căn nhà, nằm địa chỉ ở đây là ở ấp Quang Phú, xã Vân Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Căn nhà giá cực kỳ rẻ luôn chị, giá ngợp nha anh chị, chỉ có là 470 triệu thôi. Sở hữu một cái căn nhà có sổ hồng riêng công chứng trong ngày luôn nha, với ngang diện tích là 19 mét đường công cộng, đường đan nha anh chị, chiều sâu là 13,5, còn bên tay trái mình chiều sâu là 12 mét nha, phía sau anh chị nở hậu ra là 23 mét, nên tổng tích căn nhà và đất của mình là 265 mét vuông, đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị. Đây trước màn hình căn nhà là anh chị thấy không? À, chỗ mới xây dựng được khoảng này là chưa được một năm anh chị, hai dòng trẻ thì ở đây cũng là công nhân, gặp khó khăn về kinh tế nên đành phải bán anh chị ơi. Nhà to đông luôn anh chị thấy không, chưa có tô nha anh chị, được là một phòng khách, hai phòng ngủ, phía sau nhà tắm, nhà vệ sinh, không gian bếp anh chị ha. Cái hướng căn nhà của mình đây là hướng đây là hướng bắc nha anh chị. Đường đa nó là công cộng nhưng là đường xe máy nha. Đó, cách đường nhựa chỉ có là 300 mét lại thôi. Ở đây là cái sân. Đó, sân rất là rộng anh chị không? Đó, có một ra là khoảng 6 mét là đổ bê tông. Còn đây thì gia chủ để trồng kiểng và trồng một số cây sả chị ha. Từ căn nhà mình đó chị đi ra chợ nè. Ở đây gần nhất kia bằng chợ Tân Thuận Bình đó chị. Rồi ủy ban nè, trường học nè. Chỉ có là một cây gửi số thôi, rất là gần luôn chị ha. Còn đây về thành phố Mỹ Tho anh chị là 18 cây số nha anh chị, còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây á là 57 km nha. Rồi trước tiên chỉ cái đường này đường công cộng nè anh chị ha. Đây đường này chỉ có đường xe máy thay, đường đan công cộng đường thông nha, mặt này là 19 mét nha anh chị. Còn cái này là chiều sâu bên tay phải, chiều sâu bên tay phải tính từ cái vị trí đây, cái ranh giới của mình đây anh chị ha, ngay chỗ cái sắt nè vậy ha, ngay chỗ gạch nè, đây là chiều sâu bên tay phải là 13,5, còn chiều sâu bên tay trái đường công cộng bên bản anh chị là 12 mét, phía sau nó hậu ra là 23 nha anh chị. Đây là không gian rộng căn nhà của mình đây anh chị. Ở khu vực này thì dân đây trồng thanh long rất là nhiều anh chị ha. Ở đây thì thanh long đang lên giá rất là cao anh chị, dao động thì là 20 đến 30 ngàn là một ký anh chị ha. Còn có đợt thì khi lên khi xuống thì có mười mấy ngàn cũng có anh chị, thì rẻ hơn khoảng là 7-8 ngàn đó, tùy theo đợt anh chị ha. Còn cái hướng đây có hai đường đi, một anh chị đi thẳng nè, hai là anh chị về trái nè anh chị không đó. Thì có hai đường này đi ra đường nhựa, nay em nói là 300 mét thôi là tới đường nhựa rồi. Được cái là đây là đường công cộng đường thông, nhưng mà có đây cái khuyết điểm anh chị là có hai cái, một là căn nhà mình là đường xe máy, đường hơi nhỏ ha. Còn cái khuyết điểm thứ hai ở đây là căn nhà mình chưa có thổ cư anh chị ha, có hai khuyết điểm đó thôi. Ngoài ra cái vị trí đây là rất là đẹp, gần chợ, gần đường nhựa, đường công cộng đường thông, mặt tiền đường cộng đó. Thì chủ kẹt tiền bán giá chỉ có 470 triệu thôi anh chị. Anh chị thấy căn nhà thấy không? To đùng vậy nè. Xây dựng cũng 200 mấy triệu rồi anh chị thấy không? Mà chưa tính đất nữa, con này có 470 thôi, rất là rẻ. Mà có sổ sẵn luôn anh chị nha. Rồi, chị em sẽ đi vô bên trong, mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Đây, cái nền nhà làm rất là cao, anh chị thấy không? Rất là cao ha. Bên trong căn nhà thì gia chủ đã lót nền anh chị ha, còn tường thì ở trong ở ngoài thì chưa có tô nha anh chị. Ở đây về mình có điều kiện anh chị có thể làm máy tiết chế ở bên hông anh chị ha, chủ đã đổ bê tông sẵn rồi anh chị nha. Nhà xây dựng để ở chị ha, hai chồng trẻ thì này cha mẹ cho đất anh chị, cũng kế bên đây nè, tài nguyên đất lớn thì cho hai chồng cái riêng ở, nhưng mà lại thời gian làm thì trong kinh tế gặp phải khó khăn nên đành phải bán anh chị nha. Toàn bộ căn nhà của chủ á chị là chưa có đóng la phong nha anh chị, lập ton nha.
Đây là cái ganh chiều sâu tới đây là hết đất luôn nha anh chị. Đây đó, đây là cái mé sau, cái là phía sau này là 23 mét anh chị ha, nã hậu rồi nha. Đó, mình xây dựng hết đất luôn. Rồi giờ em sẽ đi vô bên trong căn nhà, rồi em sẽ qua cái mặt tiền chiều sâu bên tay trái ha, cho mình tham quan. Tại mình hai mặt lật, một mặt là đây là 19, còn mặt bên tay trái á, chiều sâu á, cũng đường đan luôn là 12, hai chiều sâu khác nhau anh chị ha. Phòng khách của mình rất là rộng luôn chị thấy không? Đó. Rất là thoáng. Cái này mình có điều kiện mình về mình mua chị, mình bỏ ít tiền mình tô, mình ốp gạch đóng lập phòng là ở anh chị ha. Còn nếu không anh chị về mình ở tạm, từ từ mình có điều kiện mình tô chị ha. Em thấy đây được cái là ngon lành là cửa sổ làm rất là rộng chị, rất là thoáng luôn, cửa bằng nhôm nè. Đó. Nên ban ngày hay buổi tối để mình mở ra cho nó không có ngợp, thứ hai nó lấy sáng vô, lấy gió trời vô, rất là thông thoáng cái không gian cái căn nhà của mình anh chị ha. Đây cái lối ra phía sau nè, thiết kế rất là rộng rãi chị, khoảng 1,5 mét chị ha, đi rất là thoải mái ha. Đây, cửa phòng ngủ được cửa bằng nhôm luôn, đơn giản à. Đây thì cũng trong phòng ngủ thì được là tô rồi. Đó, thì chủ đã dọn đồ đi để lại cho mình một cái máy lạnh, máy lạnh là hiệu sát anh chị ha. Đó, cái này là chủ cũng mới mua được cũng vài tháng thôi, giờ chủ để lại cho mình xài luôn nhanh chị. Chủ nó mua mới là 12 triệu anh chị nha. Ở trên phòng ngủ này thì có máy lạnh nè, rồi đóng đồ không rồi nhanh chị. Còn phòng thứ hai thì chưa có anh chị ha. Đó, phòng thứ hai đây thì có cửa sổ thôi chứ chưa gắn máy lạnh nha, chưa có tô. Đó, được cái phòng ngủ thì chủ thiết kế thì cũng rộng rãi thông thoáng chị ha, chứ không có nhỏ. Còn kế tiếp phía sau đây là một cái không gian bếp đồ ăn. Đó, cũng vừa phải thôi, nho nhỏ thôi chị. Đó, còn bên tay phải mình đây là một cái sàn nước to đùng luôn. Đó, để rửa chén bát nè, nồi khu vực vật này. Đó, cho nó rộng rãi chị ha. Đây là nhà tắm, nhà vệ sinh là chung nha anh chị. Đó thì lúc trước thì chủ để cái máy giặt đây, đó mình về mình thiết kế cũng để máy giặt đây cho nó gọn vậy ha. Ngay vị trí chỗ nhà tắm, nhà vệ sinh. Đó, bên trong nhà tắm, nhà vệ sinh đây cũng lót nền ốp gạch cao là 2,2 m nha anh chị. Quay cao cho anh chị xem. Rồi giờ em sẽ chỉ cái ganh chiều sâu bên tay trái mặt tiền thứ hai cho mình tham quan nha. Đang quay rất là kỹ nên video em cũng hơi dài ha. Mong cô chú anh chị cố gắng xem hết video của em để nắm được cái thông tin chính xác để căn nhà rẻ này á, để mình mua về mình ở ha, dành cho những cô chú anh chị nào mà ít tiền, giá bình dân sinh viên nha. Đây là đường công cộng anh chị ha. Đó, đường cũng đường xe máy thôi. Đây là chiều sâu bên tay trái nè chị. Đó, thẳng ra phía sau. Đó, cũng xây dựng là hết đất luôn chị ha. Đây là ganh cuối cùng anh chị, nó xây dựng hết đất luôn. Đó, đây là chiều sâu bên tay trái chị ha. Còn đây là mặt sau, cái hậu là 23. Quay rất là kỹ cho mình xem rõ luôn ha. Cái đường này là thông ra cũng đường nhựa luôn là 500 m nha anh chị. Đó, đường này thông 500 m, còn nếu đụng đường đan ô tô á là khoảng chỉ có là 350 thôi. Như quê mà làm đường hơi nhỏ anh chị ha, đường này đường xe máy thôi. Trước màn hình chị không, cách chỉ có là 30 m thôi, nhà cửa rất là sung túc chứ không có dắt anh chị. Tại khu vực này trồng thanh long rất là nhiều nên chị thấy rất là tầm, nên thấy nhà cửa hơi khó ha. Với hai mặt tiền rất là thông thoáng anh chị ha. Cô chú anh chị nào thích yên tĩnh thì ít tiền á, thấy cái nhà này rất là hợp anh chị. Đó. Mình về làm gào lại nha anh chị ha, theo cái đường ra này nè. Cái mặt tiền của mình là 19 m. Đó. Giờ làm gào lại nha. Còn miếng đất bắn của mình anh chị ha. Mình làm gào theo miếng đan anh chị ha. Đó. Còn đất là của mình. Đây là không gian rộng ở Minh Hồng, căn nhà này anh chị. Đó. Căn nhà làm rất là to chị thấy không? Rồi, đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số điện thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chính chủ ký gửi một lần nữa nha là 470 triệu thôi, sở hữu một cái căn nhà có sổ sẵn vô ở liền nha anh chị.
tặng cho mình một cái máy lạnh mới tinh luôn, hiệu Sharp nha chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giúp mình để tương tác với em có động lực quay những video mới, tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, em xin chào ạ.